Chào mừng quý khán giả đang quay trở lại với Giọng Hát Việt 2013. Tôi là Hà Linh, năm nay tôi 26 tuổi. Tôi đến từ Hà Nội và nghề nghiệp hiện tại của tôi là một ca sĩ. Từ cái ngày mà tôi được giải Sao Mai thì tôi đã đi hát rất nhiều nơi, có những cái kỷ niệm rất là đẹp, cũng có những kỷ niệm rất là nhiều nước mắt. Có những lúc mình có cảm giác như là mình bị chai sạn dần đi, mình không còn một cái cảm xúc nữa. Mà nhất là cái nhạc của Linh theo đuổi thì nó lại quá là cần một cái cảm xúc, mà nếu như bạn bị mất cái cảm xúc đó đi thì bạn sẽ không còn ở trên sân khấu được nữa. Không biết là những ca sĩ khác sẽ như thế nào, còn Linh thì không nghe, không hát trong vòng một năm để cho Linh có thể giải thoát được hết tất cả những bức xúc hoặc là những cái sự chai sạn ở trong tâm hồn mình. Khi mà đến với Giọng Hát Việt 2013 thì Linh không phải là tìm kiếm một cái cơ hội để tỏa sáng, mà là Linh thực sự muốn được làm việc một cách chuyên nghiệp nhất và tìm lại được cho mình một cái cảm xúc, tìm lại cho mình được một style mới mẻ. Chương trình tương tự chương trình của chúng ta cũng có những ca sĩ đã nổi tiếng đi thi và rất tiếc là không có huấn luyện viên nào quay lại. Bạn có sẵn sàng đối mặt với tình huống đó? Có lẽ không phải bởi vì giọng hát của họ, mà là do cái phong cách của họ nó không phù hợp với cả tiêu chí của huấn luyện viên hoặc là tiêu chí của chương trình. Tôi nghĩ rằng khi mà đã đặt chân vào thì mình sẽ phải có bản lĩnh và sức mạnh đương đầu tất cả. Cố gắng lên Hà Linh. Chỉ còn một ít phút nữa thì Linh sẽ phải bước ra sân khấu, cầm lấy chiếc mic của Giọng Hát Việt để hát. Mình sẽ cố gắng hết sức để làm trọn vẹn cái ca khúc đó, làm thế nào cho nó hay nhất có thể. Anh sẽ không hỏi tên em vì anh quay lại đã nhận ra em là ai rồi. Hà Linh là em đúng không? Oh. Các xử lý thông minh đã biến bài hát này thành một phiên bản mới. Và em nhớ kỹ nha. Em chỉ mới có 2-3 câu đầu là anh đã bấm em rồi. Đó, cho nên là em không được chọn một người nào khác ngoài anh. Nhung xin lỗi là bởi vì không không nhận ra em. Khi mà nghe, chỉ nghe khi nghe giọng hát thì thấy rằng là đây là một người hát điêu luyện. Còn
để đấu với anh Đàm Vĩnh Hưng thì chị thấy hơi khó quá. Anh vấn đầu tiên, có nghĩa là anh đã nghe được và nhìn thấy được sự tỏa sáng của em. Cái kiểu hát làm cho người ta phải dậy sóng và cởi áo như vậy là chỉ có anh thôi. Quyết định nhanh, anh chạy lên ôm em liền nào. Tất cả những ai kêu Đàm Vĩnh Hưng đâu, la lên xem nào. Anh nói đi, nói chậm và rõ để cho mọi người biết. Vâng, em chọn anh Hưng. Đàm tính của Hà Linh thì có Đàm Hưng. Tôi sẽ đặt hy vọng vào cô Hà Linh rất rất nhiều, là một trong những chiến binh top 3 xuất sắc nhất. Đến thời điểm hiện tại thì hai huấn luyện viên nam đã vượt lên trên hai huấn luyện viên nữ trong cuộc đua tìm kiếm những giọng ca xuất sắc. Với uy tín của một nhà sản xuất, huấn luyện viên Quốc Trung không quá khó khăn để mang về cho đội của mình ba giọng ca. Lợi thế khi có được kinh nghiệm từ mùa giải năm ngoái, huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng cũng đã thuyết phục được hai thí sinh về đội của mình. Ở top sau, hai huấn luyện viên nữ cũng đang cạnh tranh gay cấn. Mỗi huấn luyện viên đều có một thành viên trong đội. Đó chưa phải là kết quả cuối cùng. Cuộc đua còn nhiều biến động ở phía trước. Hãy cùng chờ xem.